tìm cái bánh bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn cái bông lan cánh vàng nhị cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng xa là trong dạ thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về ở luôn nơi này. Ủa mà sao cô hai nín thinh không nói một lời? Ông bà ta thường bảo hễ có ăn thì có nói, mà sao cô hai hà tiện với tôi từng lời từng chữ vậy hả cô hai? Dạ đúng rồi đó anh ba, hễ có ăn thì có nói, từ sáng tới bây giờ tôi bán không à, tôi không có ăn. Ủa vậy từ sáng đến giờ tôi nít gần 20 cái bánh bông lan rồi hả? Thôi cái điều này chắc là tôi phải ở đây nói hoài cho tới tôi. Anh ba anh có ở tôi không có dám mời, mà anh có đi tôi không dám hối nữa. Phải rồi, cô hối làm sao cho đành đoạn vậy hả cô hai? Cũng vì mấy cái bánh bông lan mà từ xứ tôi lặn lội xuống dưới này. Ủa không lẽ ở trên anh ba không có hả? Chắc tại người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Dạ cảm ơn anh ba nha, để tôi về tôi thưa lại với ba má, nhờ ở nhà ba má xây bột đổ khuôn đó anh ba. Vậy chắc là tay nướng khéo. Im mèn ơi, mấy đứa em của tôi nó nghe nó nha, nó mừng hết lớn luôn anh ba. Ủa vậy không phải, mà nè cô hai, cô ác vậy? Không lẽ tôi xuống đây vì tôi nhớ? Nhớ gì vậy anh ba? Nhớ bánh bông lan. Tình mà thênh thang quen người bèn tiên qua gian tìm mình, quen người bèn tiên qua gian. Bụng tôi thiệt thà, tôi nghĩ làm sao là tôi nói ra làm vậy à. Nếu thật tình anh ba xuống đây chỉ vì mấy cái bánh bông lan á, thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh mang theo về xứ để anh dùng. Cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Vậy tôi biết làm sao cho anh vừa lòng vừa dạ. Không lẽ tôi cho anh mượn khuôn, mượn lò, rồi cái anh về nhà anh nướng bánh anh ăn. Cảm ơn cô hai, tôi nghe nói nghề làm bánh này đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi đàng hoàng và cũng phải khéo tay. Về rồi đưa chị ba xuống, ba má tôi không có xấu bụng dấu nghề.
Dạ cảm ơn cô hai, nhưng ngặt nổi là tôi chưa có vợ. Ủa, anh ba chưa vợ hả anh ba? Dạ từng tuổi này á, nhưng tôi ở vậy con mình nên hà. Chắc tại anh ba lọc lừa kén chọn cho nên chưa có cô nào vợ mắt hết phải không? Thì cũng có lọc lừa hay kén chọn gì đâu, tại vì mùi vị mấy bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Hay là tôi làm mai cho anh cô bạn Dạ cảm ơn cô hai. Cô hai nè, mà sao tôi nói cái gì á cô cũng bàn ra hết trơn hết trọi vậy? Thôi thì nói gần nói xa hôm qua nói thiệt, tôi lặn lội xuống đây là vì tôi nhớ. Anh nhớ ai? Tôi nhớ cô hai.